Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng sẽ test một bộ combo chuyên dùng để nghe nhạc. Đó là cặp loa JBL 4411 của Mỹ và chiếc âm ly Marantz 1150 của Mỹ. Trong video này, Tiến Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ combo rất đặc biệt của thương hiệu Yamaha đến từ Nhật. Đó là chiếc loa Superwoofer Vua Bác Yamaha SW800 và cặp loa Yamaha lừng danh đó là NS1000 trong loa kiểm âm. Quý vị và các bạn, khi mua sản phẩm trong tháng 10 này thì Tiến Dũng sẽ dành tặng ra một bộ quà tặng, đó là một bộ dây AV Pro N của Ý. Món quà này trị giá 500.000 sẽ dành tặng cho các đơn hàng có giá trị giao dịch từ 5 triệu đến 10 triệu. Các đơn hàng có giá trị giao dịch trên 10 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây loa Pro N của Ý. Dây này có chiều dài mỗi bên 2,5m. Món quà này trị giá 800.000, một cặp dây loa Pro N của Ý. Quý vị và các bạn có thể tùy chọn giữa rắc bắp chuối, rắc mỏ chim, rắc càng cua, hoặc với dây tín hiệu thì lựa chọn với rắc ba lăng hoặc rắc 3.5 hoặc rắc bông sen, vân vân. Video này thì Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa JBL 4411. 4411 là dòng control monitor, dòng loa kiểm âm cao cấp của Mỹ. Mẫu loa này được sản xuất tại California, USA. Đây là một dòng loa kiểm âm khá hiếm trên thị trường so với các model khác của thương hiệu JBL. Một bát 30 màng giấy gân mút, một loa trung 12,5 và một loa chép dome. Lỗ thông hơi của loa nằm phía trước. Thì Dũng sẽ quay cận cảnh để quý vị và các bạn thấy được độ đẹp của sản phẩm. Cái này có một hai vết ố, ố rất nhẹ đây. Cái này là do thời gian không tránh khỏi. JBL 4411. Quý vị và các bạn có thể hình dung cặp này nó giống y như là L112 của thương hiệu JBL. Với cặp loa JBL L112 thì mức giá nó sẽ khoảng trên dưới 33 triệu. Và cặp này với cấu hình giống y như vậy, thông số kỹ thuật giống y như vậy và mức giá của nó tốt hơn rất nhiều. JBL 4411. Cặp loa này với mức giá thị trường anh em thường bán với tình trạng hàng bãi đẹp khoảng 30 triệu. Trong video này thì Dũng sẽ phục vụ quý vị và các bạn với mức giá rất rất đặc biệt chỉ có tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Mức giá chỉ 28 triệu 500 ngàn. Mức giá cạnh tranh 1,5 triệu kèm theo phần quà tặng đó là bộ dây loa Pro N của Ý trị giá 800 ngàn. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí ship khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Đây là e căng của loa. Khi chúng ta đậy vào thì tổng thể của loa nhìn thế này. Nhìn nó rất đẹp. 28 triệu 500 cho mẫu loa JBL 4411. Phía dưới này là một chiếc âm ly Marantz model 1150. Chiếc này thì Dũng đã có video giới thiệu đến quý vị và các bạn. Máy sử dụng 4 sò nhôm chân vàng, hàng của Mỹ, sản xuất tại Nhật. Chiếc này có công suất nguồn là 180W và nó có thể chơi được hai cầu loa A và AB cộng. Mức giá của Marantz 1150 là 16 triệu kèm theo phần quà tặng tháng 10 này. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho những dòng loa kiểu như JBL 4311, 4312, L100, L100 Century, dòng 166 vân vân. 16 triệu cho chiếc Marantz. Và phía trên này là một chiếc đầu giải mã nhạc chất lượng cao, chiếc iFi Gen 1. Đây là một chiếc DC nhạc chất lượng cao bán rất chạy trong thời gian vừa qua. Nó có thể kết nối với TV thông qua cổng quang, kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth hoặc cáp OTG, kết nối với máy tính thông qua cáp USB và kết nối với đầu CD thông qua cáp đồng trục. Chiếc này hàng chính hãng với mức giá, hiện nay Tiến Dũng đang phục vụ với mức giá chính hãng là 8 triệu 900 ngàn, mức giá rất ưu đãi tại Tiến Dũng. Và trong video này Tiến Dũng cũng dành ra một phần quà tặng dành riêng cho sản phẩm này, đó là một bộ dây AV Pro N của Ý trị giá 500 kèm theo một bộ dây quang để truyền dẫn tín hiệu từ TV xuống. Hai món quà này trị giá 650.000 và Tiến Dũng sẽ miễn luôn phí vận chuyển toàn quốc. Sản phẩm này hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng. Quý vị và các bạn lưu ý với những chiếc iFi Gen 1 này có hàng sách tay. Hàng sách tay thì chất lượng nó cũng giống y như là hàng chính hãng.
Tuy nhiên thì về cái chế độ hậu mãi sau bán hàng thì nó sẽ không có bảo hành lên đến 12 tháng. Hoặc nếu như gặp bảo hành thì chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi rất lâu. Máy phải gửi đi nước ngoài 1-2 tháng sau thì anh em mới gặp lại chiếc máy của mình. Còn đối với iFi Gen 1 thì giúp phục vụ là hàng chính hãng thì việc bảo hành nó cực kỳ tiện lợi. 8.900.000 cho chiếc iFi. Phía bên đây là những sản phẩm của Yamaha. Chúc mừng quý vị và các bạn là Yamaha SW800. Hôm nay tôi chỉ về được một cái này thôi. Cái đây ít lâu thì Tiến Dũng về được khá nhiều. Mẫu này thì đã được anh em mua ủng hộ hết rồi. Hôm nay bên hàng xóm nhà Tiến Dũng có mấy anh thợ hàn nên sẽ hơi ồn, anh em thông cảm. Yamaha SW800. Máy sử dụng loa này sử dụng một bát loại 25cm bát úp đất. Trong này điện 100V, công suất nguồn là 185W và công suất ngõ ra loa lên đến 1000W. Các jack kết nối là jack AV, jack bắp chuối. Chiếc này được anh em chơi audio mệnh danh là vua của tiếng bass bởi vì nó rất mạnh mẽ. Máy đẹp gần như mới, hàng đấu mạng từ Nhật về. Mức giá của chiếc này thì chúng đang phục vụ là 14.900, hàng bao zin, bao xịn, bao đúng hàng vãi. Phía bên đây là một cặp loa nữa của thương hiệu Yamaha, đó là Yamaha NS1000 Monitor. NS1000 Monitor là một cặp loa khiển âm đáng chơi nhất của thương hiệu Yamaha mọi thời đại. Cặp này về phiên bản đặc biệt, đó là bản bóng sơn mài. Đây anh em có thể soi gương được ở đây. Soi gương được. Loa đẹp gần như mới. Các tuyến loa đều màu, các kìm loa còn sáng choang và đặc biệt phần thùng loa bóng. Ở đây chúng ta thấy xoay gương được này, bóng loáng. Yamaha NS1000 Monitor, phần vân gỗ của nó rất đẹp. Loa này sử dụng vân gỗ lạng. Ở đây có một mắt của cái gỗ này. Đây là mắt của cái thớ gỗ này, nó rất già, gỗ nó rất già nên có cái mắt nhìn rất đặc trưng. NS1000 cặp loa với công suất là 100W trở kháng 8 ohm. Và loa này là hàng bãi nội địa Nhật, Bét Anh Gia Băng. Phía bên đây cũng có một mắt gỗ nữa này. Anh em mà chơi đồ gỗ thì biết là với những mắt gỗ rất già thì nó sẽ có những cái mắt như vậy, nó rất đẹp. Thì Dũng sẽ quay chậm để quý vị và các bạn thấy được độ đẹp của sản phẩm này. Với mẫu loa này, quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, phù hợp cho các không gian tầm 40m2 anh em chơi là vừa. Mức giá của cặp loa Yamaha NS1000 bản đặc biệt bóng sơn mài là 20.500.000. Tất cả tuyệt đẹp, thì Dũng bao ship cặp loa có thể nói là như mới. Thì thế này là những chiếc âm ly đàn ông. Thì Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là những chiếc âm ly đối tác rất tuyệt vời của cặp loa Yamaha NS1000 thì Dũng vừa giới thiệu. Và nó cũng là đối tác rất tuyệt vời của hầu đa các dòng loa Bose như 3L1, 4L1, 5L1, 6L1. Phía dưới là đàn ông 1500SE. Chiếc này sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra 21. Hai chiếc này có công nghệ giống nhau, 4 sò MOSFET. Chiếc ở phía dưới là một đàn ông 1500SE, mức giá 15 triệu. Điện 100V, công suất nguồn là 295W. Phía trên nó có cấu hình tương tự 4 sò MOSFET, công nghệ Ultra. Điện 100V, công suất nguồn của chiếc này là 250W. Với một trong hai chiếc âm ly này, quý vị và các bạn có thể phối ghép với Yamaha, với sạc Queen Vega, bass 30, bass 40, với các dòng loa bầu hầu đen. Cái dòng loa Pioneer như là CS616, CSA9 cũng chơi rất tốt. Dũng đang có nhiều ở đây. Chiếc đàn ông 1500R 25 mã, mức giá 13 triệu. Quý vị và các bạn khi mua sản phẩm của Tiến Dũng trong tháng này thì sẽ nhận với phần ưu đãi rất đặc biệt: bộ dây loa cho đơn hàng trị giá trên 10 triệu và bộ dây AV cho đơn hàng trị giá trên 5 triệu. Quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những dòng dây dẫn cao cấp với mức giá rất vừa túi tiền. Do dây này Tiến Dũng ship nguyên quận từ châu Âu về, và khi chúng ta
thi công lên thì có một mức giá rất tốt và chất lượng của nó rất đảm bảo. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài nhạc thông qua nhạc chất lượng cao, nhạc lót lét nhé. Sau lè bóng của Mạnh Đình này, giảm ADC i5 Gen 1 8.9 triệu, đàn ông. Xin lỗi quý vị, Marang 1150 giá 16 và JBL giá 28.5. Từ khi mất nhau rồi tim tôi thành sỏi đá, đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ nghe mình như dòng. Để nghe được với điện thoại hoặc máy tính, xin lỗi quý vị, để nghe được với điện thoại hoặc iPad thì chúng ta cần thêm một cáp OTG. Anh em mua cáp này vài trăm ngàn cắm vào thì chúng ta sẽ kết nối với nhạc chất lượng cao. Đúng rồi, xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của